Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Hồng Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an Lâm Đồng. Sau khi xuất hiện một người quê ở Bắc Giang đi du lịch ở thành phố Đà Lạt, sau đó trở về địa phương và khởi phát bệnh liên quan đến dịch COVID-19. 51 công dân được xác định là F1 được đưa đến cách ly tập trung tại khu cách ly do Công an tỉnh Lâm Đồng đảm nhiệm. Tại đây, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ và những công dân thực hiện cách ly đều tuân thủ đúng các quy định về phòng dịch. Tại đây, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ tại trung tâm, đặc biệt biểu dương các chiến sĩ đã ngày đêm sát cánh cùng công dân trong khu cách ly, tạo điều kiện giúp đỡ động viên bà con yên tâm phòng dịch. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Trong ngày bầu cử 23 tháng 5, 51 công dân đã được bố trí bầu cử bằng thùng phiếu di động, đảm bảo an toàn trong phòng dịch và quyền bầu cử hợp pháp, đúng luật của công dân. Đến ngày 25 tháng 5, 38 công dân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với COVID-19 và hết thời gian cách ly tập trung. Hiện khu cách ly của Công an tỉnh tiếp tục thực hiện cách ly với 11 công dân còn lại.